đầu, chiến công đầu nè, chiến công đầu lên ba nè. Chiến công đầu là gì? Tôi mới qua không dành tiếng Việt Nam lắm. Anh vừa nói chiến công đầu là con mẹ gì vậy? Là Dekamavakala là cái lộn gì thế? Bậy quá thôi. Đứng đó làm gì? Đúng. Người Việt Nam hay chừng trừ thế à? Ôi thằng nào đánh bờ lý thế? Kéo ngu vãi nó biết rồi. Thằng mình thằng đánh bờ lít là thằng nào thế? Mình mới qua Việt Nam, mình không có danh tiếng Việt Nam cho lắm. Cái con này là cái con Riven phải không? Chết mà mày nó chứ con gì? Tao ném bài chết cũ mấy giờ? Tao thấy sớm sớm quái. Đánh DM nhé, hôm qua ông DM tôi bốc bài kinh khủng vậy. Phong cách người Campuchia chúng tôi quán đi ven là phong cách mới vô phải nên nè. Đấy. Nên e xong. Đi với con này thì mình phải thủ thôi. Không, nó vì nó tay dài. Mình đánh nó một cái là nó đánh mình hai cái rồi. Nên mình phải nên nè. Mình e lại mình lát tiếp con này xong mình chạy rồi mình lại lát tiếp con tiếp theo. Giờ mình lát tiếp con nữa rồi vậy là chứng và vậy là từ nãy tới giờ mình ăn được ba con. Không, các người Campuchia chúng tôi đánh gì vậy là đánh lại. Con mắm kia hỏi mẹ đang nghe stream kìa. Hả? Ngồi đấy mà đọc kinh. Ôi chết con rồi mà con chào mẹ. Tại mấy thằng bạn khốn kiếp của con nó như vậy. Ây da. Sao không nói sớm, trời ơi con nhỏ kia. Bây giờ mới nói thì đã quá muộn rồi. Bây giờ làm biết tiếp luôn rồi. Chết queo luôn. Thôi xong chúng rồi rồi. Bét ra xua gánh tim 20 không gg lao lên, không lao lên đánh giang hồ coi ra gì sao mà combo chậm chậm dưới ta. Ê em tới nè, em tới hoặc em tới làm gì anh giết nó giờ rồi bạn không về luôn à. Rồi xong bạn rồi còn sau lưng nữa kìa. Anh dí theo nè. Looking good. Ủa, cung đao theo cấp bởi vậy hả? Cung đao theo cấp thì mới vô lỗ lắm. Coi như là mình chấp luôn xanh. Dưới to sen vàng còn nguyên cầu Bồ Tát Quan Âm. Người thì dưới. Ok anh tới đây. Tới luôn, tới luôn. Chạy đi. Chạy đi. Cần hết. Chạy đi, đang lùi, cân hết đi. Quánh hết đi. Chơi. Chơi hết. Ê, hết đi. Chơi hết đi. Trời ơi, thằng cờ hó ăn hết luôn kìa. Không trừ ai luôn. Ăn gì mà tán tận như vậy. Ăn gì mà ăn quá ăn à. Trời mới lâu quá các không đánh liên can rồi sao mà combo kiểu như nó thuận thuận như ta. Thấy TF AD ghê không? Bạn có thấy TF AD ghê không?
Mày ăn mày không chừa mày nào á mày. Về Việt Nam rồi. Về Việt Nam đi. Người Việt Nam nhường nhau hử? Người nước ngoài chúng tôi không biết nhường là gì cả. Như thế này, thằng nào mà đánh TF như thế này bên Campuchia là đem nó ra xử bánh rồi. Đánh mà cao ế quá rồi. Đồng đội không ăn được gì. Đồng đội tức quá, lôi đầu ra, ra tòa kiện thôi. Đánh chung với nhau là mình cùng nhau tỏa sáng mà một mình nó ăn hết trên. Ôi ông này what the fuck. ông này ông rối tay quá, ông bấn loạn quá, ông không biết chơi rồi. Ôi ông gần nè. Mà xong ông rồi ông đánh vậy là chết ông rồi. Yếu dữ vậy ta, đi mang sửa rồi à. Ủa anh còn que gì không anh Nhật? Nỗi đau nào cũng qua. Ý cha, lát luôn rồi. Không kịp bốc bài vàng ném vào mặt rồi, xong bạn rồi. Không kịp bài vàng mày vũng vô mồm. Không chịu về, giết để lên số này nha. Nỗi đau nào cũng qua. Ta ta ta. Chành quá sao chơi giờ Châu. Châu ơi. Châu. Cái này. Cho cái kẹt đổi tên cho Châu. Châu cái thẻ đổi tên Châu ơi. Cho cái con quạt. Châu ơi. Chờ là không lên cuồng cung. Lên cuồng cung giang hồ xem ra cái gì. Nè đi ven 8 AB nè. Trời ơi mình chơi mình phải lấy AB vô đi ven nó mới mạnh. Mình biết mình chơi. Nhưng mà lấy cứng của đi ven nó là 25 AB. Nhưng mà tại ăn thiếu rôn nữa. Có người quen trong làm trong trên Riop bên Trung Quốc á. Né quy nè. Né quy nè. Quăng quy mà làm né không chết luôn. Nỗi đau nào cũng qua. Đã giết bao trời. Đã giết đau rồi. Đã giết đau rồi. Vô, em vô nè, em vô. Rồi, em vô không, em vô nè. Em vô nè. Nói đâu nào cũng... Nó có tường mà, từ từ. Nó đánh cái quà hoài luôn rồi. Để chỉ đi với ông Gana này sao anh biết. Rồi, tối hai. Tối hai. Cậu ơi, công ty lên top nè, biết nè. Cậu, tao tăng trụ vô nè. Lấy trụ đầu tiên đã. Nó chịu thật. Bảo đảm bạn sẽ cắm cái quạt vô đây. Ủa, bốc bài sao nó bốc ra bài vàng rồi. Nội tại nhiêu tiền quá trời tiền luôn. Gươm đi. It's my luck.
Anh có tên không chồng? Đi với ông này không có cơ hội để thể hiện hết ổng. Cẩn thận quá. Nhưng xì lô gặm nhảy ra ông khóc. Cái con Rewen chạy nó sửa lại rồi. Cái Bi không có mang như bữa nữa. Em tới nè anh ơi. Nó cho bạn nhảy nè, cho bạn nhảy đó. Bây giờ mình bắt đầu liệt chỉ Quy qua. Chỉ Quy qua lao vô liền. Lao vô liền. Quy liền cái. Đó vậy là anh em mình phối hợp là có cuối liền chứ. Chỉ Quy qua nó có Quy qua nó phải là những full down đầy đủ là full down chừng 40% là bạn là mấy bạn chơi vậy là thoải mái rồi. Là Quy qua nó Quy liền cái. Xong đợi nó quay hết một cái chồng này có Quy một cái nữa. Đó là cái lúc là bạn chuẩn bị lao vô nè. Quyền cái là cái cool down thì Quyền sắp hồi rồi. Đó, chừng 40% là cool down hồi luôn nè. Là bạn có thể lao vô một R. Vậy là bạn có thể cân Weibo thêm một lần nữa. Đó, vậy là có Quyền chắc chắc. Những cái con có giấy là chết chắc. Chắc, chắc chắc. Nói đâu nào. Vì xem chuyện của ông mà tôi bị AFK 20 phút bằng bạn. Rồi phong cách thông lùi rất là kinh. Trời ơi có trăm mấy chục vàng. Nhiều lắm. Mình nghĩ nó đi với tao mà nó nhiều tiền nè. Một là nó 5 xị hay là nó 1 xị thôi. Hiểu chưa? Đây em với anh đó. Ừ đúng rồi mình lỡ ác mình ác cho tới luôn. Đánh một mình thằng Gana thôi giờ trận này mình giết một mình thằng Gana thôi. Đó đứng nó chạy ngang rồi giết nó nữa. Ây da, tiếc là cậy đó. Chơi lầy luôn rồi chơi lỡ rồi chơi cho mặt ức chế luôn. Chơi dạ, cà. Đứng đây cầm hoài luôn đó. Team xanh hết rồi, giờ đứng đây cứ nó ra là giết ra là giết. Chơi lầy á. Đó nè. Cái nè, đếm nè, tôi đếm nè. Bạn đang bước tới chứ đây. Chứ bày nó chạy. Đó, bước tới đó, nó bước tới đây rồi đó. Nó bước tới đó rồi đó. Nè, anh nghe tiếng bước chân nó rồi, nó đi tới đây rồi nè. Rồi nó đứng chờ, nó nghỉ giải lao rồi đó. Nó đi vô nhiều quá, nó sao quá, nó mệt rồi. Nồi tiếng bước chân đi với boss kìa. Má thánh, thánh nghe. Dạo này già cả lãng tai rồi. Kéo. Đánh nhau to rồi. Ê trời, ê mày đừng mày ăn vậy mày tán tận vậy. Trời ơi, tụi mày tóc tiến lên chi. Dí từ từ thôi, dí này chạy qua mặt bạn luôn, chạy qua mặt luôn. Trời ơi, bạn nhảy rồi kìa. Trời ơi, mình chơi. Nè. Nó tin cái chạy qua mặt bạn luôn. Trời ơi, bạn sợ liền. Đó, chạy qua mặt bạn luôn, chạy qua mặt luôn, tóc tiến lên vậy đó, chủ yếu là vậy đó. Đó mà. Chạy qua mặt luôn, bao giây thôi, đừng có bắn bạn. Ôi ông đi tự giận nha. Ôi xanh. No. Đó đi. Ngu mày chết. Chứ ông nó chơi kỳ quá. Ta làm người ta chơi fan lane vậy lỡ lại cho biết chứ chạy cũng tóc biến. Tôi là tôi buông chồn, tôi chưa rớt rồi. Đệt con Yasuo nó lên đồ kìa. Nó lên tăng lên rồi kìa. Anh
anh Tý, bạn cầu anh Tý là bạn khẩn nghiệp lại, cái rờ cũng không kịp đâu. Cái rờ lúc mà nó tắt biến á, nó còn nó không tắt biến thì tôi bật rờ tôi quạt, còn mà anh tắt biến rồi nếu mà khi bật rờ lên tôi chưa có kêu nè, tôi chưa có kêu EQ tôi bật rờ tôi sẽ bị khẩn lại nghiệp quạt cũng không tới. Cái rờ cũng đi với em bây giờ bay chậm chứ đâu như người sao nữa. Em tới đây nè. Phát trụ lại thôi. Ở đừng giết bạn, đừng giết bạn. Mày không giết bạn thiệt hả? Ồ, bạn lá. Mình mới ăn chai. Ồ, qua anh một bầy rồi. Đâu có lóc được. Đâu có lóc được cú. Trò cái xu đó xưa rồi Diễm. Nghe cái nhẹ. Dùng Ben là cao tơ gia xô bằng cái đó đó. Nó không vui gì mình phải không? Đang tài mặt em hợp với nó luôn rồi. Hèn đi, cái game này vui vẻ gì nữa. Unstoppable.